Dạ có ạ. Ôi. Ơi, vận chuyển vật chất qua màng ấy. Có ạ, Có ạ. có. Các em nhìn được không? Các em nhìn rõ màn hình không? Dạ em nhìn Alo. rõ. Ừ, chúng ta bắt đầu học nhé. Vâng. Những cái tiết trước thì các em đã học cấu tạo màng tế bào rồi. Thế thì cấu tạo màng tế bào ấy, nó sẽ bao gồm những cái lớp chính, đấy là một lớp phospholipid kép ở giữa, hai lớp bên ngoài là hai lớp protein, có đúng thế không? Và bên ngoài cùng là carbon hydrat màng, có đúng không ạ? Cái này các Vâng. em đã được học ở lớp trước chưa? Tiết tiết trước ấy. Dạ có. Ừ, đấy. Thế thì với cái màng tế bào này là nó bao bọc quanh tế bào. Nó một trong những cái chức năng của nó ấy, là bảo vệ cái tế bào đó. Thế và còn có chức năng trao đổi chất nữa. Thế các chất nó trao đổi thì nó sẽ phải đi vào hoặc là đi ra, từ ngoài đi vào tế bào và từ trong tế bào đi ra ngoài. Thì tất cả những cái hình thức đó thì người ta gọi là sự vận chuyển vật chất qua màng tế bào. Cái sự vận chuyển này ấy, để cho tế bào nó có thể trao đổi chất và có thể thải loại những cái chất mà tế bào không cần thiết. Đối với những cái tế bào có là màng nguyên sinh, chất bao bọc ở bên ngoài tế bào, thì cái cấu tạo nó sẽ là một cấu tạo chính, nó sẽ là một lớp lipid kép và hai lớp protein bên ngoài, và các vật chất mà nó muốn trao đổi chất qua cái màng tế bào này này thì đơn giản là nó phải đi qua được những cái màng này thôi, nó đi qua được những cái lớp màng này thôi, đúng không ạ? Thế thì quay trở lại một chút về cái bài hôm trước mà các em đã được học về cấu tạo màng tế bào, thì cái màng, cái lớp hai lớp protein bên ngoài ấy, nó có những cái chức năng gì? Ngoài chức năng chung là bảo vệ tế bào rồi, nó thành một cái khung áo để bảo vệ tế bào rồi, thì nó còn có cái chức năng chính là gì của cái lớp protein mà? Thưa cô, là nó có chức năng vận chuyển chất ạ. Đúng rồi ạ. Chức năng vận chuyển vật chất và chức năng gì nữa ạ? Cái chức năng quan trọng của protein màng tế bào ấy, đấy là nó tạo nên tính đặc hiệu của màng. Nó cũng tham gia vào quá trình vận chuyển vật chất. Thế nhưng mà cái việc mà nó tạo nên tính đặc hiệu của màng ấy, nó là cái vai trò rất đặc trưng của protein màng. Thế còn lipid màng thì sao? Lipid màng nó cũng tham gia vào quá trình vận chuyển vật chất và nó quyết định cái việc vận chuyển vật chất nào hoặc là nhanh hay chậm ra làm sao. Bởi vì sao thế? Như vậy là nó cũng có vai trò vận chuyển vật chất giống như là protein màng, đúng không ạ? Nhưng cái vai trò đặc hiệu, đặc trưng chính của protein màng là tạo nên cái tính đặc hiệu của màng. Thế còn đối với lớp lipid kép ấy, thì nó sẽ tạo nên cái tính lỏng linh động của màng. Cái tính lỏng linh động của màng này ấy, vì thế nên là nó sẽ tham gia chính vào trong cái quá trình vận chuyển vật chất qua màng đó. Cái tính lỏng linh động của màng lipid này nó sẽ phụ thuộc vào ba cái tính chất của chính bản thân cái phân tử lipid mà cấu tạo nên cái màng đó. Đấy là nó có cái sự những cái phân tử lipid là gồm có một đầu ươn nước này, một đầu kỵ nước này. Cái đầu kỵ nước ấy thì của hai đầu kỵ nước của hai cái lớp phân tử lipid ấy là nó quay, nó áp sát vào nhau để nó đảm bảo cái tính chất kỵ nước của cái đầu kỵ nước này. Và khi mà các hạt vật chất mà phải đi qua cái lớp lipid này, thế thì hạt vật chất nào mà tan dễ ở trong lipid thì nó sẽ đi qua cái lớp lipid này dễ, đúng không ạ? Còn cái hạt vật chất nào mà khó tan ấy thì nó sẽ khó qua, nó sẽ khó qua, đơn giản là vậy. Và logic là những cái vật chất nào mà có phân tử
lượng lớn, tức kích thước lớn thì nó cũng khó qua, mà cái nào mà có kích thước nhỏ thì nó sẽ dễ qua hơn. Ngoài ra nó còn phụ thuộc vào hóa trị điện tích của từng cái hạt vật chất để mà nó sẽ quyết định xem là cái việc đi qua màng dễ dàng hay là khó khăn. Những cái yếu tố nào nó sẽ, những cái loại hình thức vận chuyển vật chất nào qua màng để mà nó phù hợp với từng loại vật chất. Có những loại vật chất thì sẽ phù hợp với sự vận chuyển loại A. Có những loại vật chất thì sẽ phù hợp với sự vận chuyển loại B. Thế những cái loại A, B đấy thì chúng ta tóm gọn lại thì nó có bốn cái hình thức như thế này. Thứ nhất ấy là hình thức khuếch tán đơn thuần. Thứ hai là hình thức vận chuyển thụ động có trung gian. Thứ ba là hình thức vận chuyển chủ động. Và cái thứ tư nữa là hình thức vận chuyển tạo túi của màng tế bào. Thì tí nữa chúng ta lần lượt chúng ta sẽ xét bốn cái hình thức vận chuyển này. Ở trên cái hình này ấy, thì chúng ta đang có ba cái hình thức vận chuyển rồi. Chúng ta lần lượt chúng ta xét từng cái hình thức vận chuyển một nhé. Ở trên cái mô hình này thì các em để ý là lúc nãy tôi vừa mới nhấn mạnh là cái vai trò của lớp lipid trong cái việc vận chuyển vật chất qua màng nó rất là quan trọng, và vì nó tạo nên cái tính lỏng linh động của màng. Cái tính lỏng linh động của màng nó phụ thuộc vào cái tính chất di chuyển của những cái phân tử kép lipid này. Đấy là mỗi một phân tử này này, mỗi phân tử này nó có tính chất là nó có thể quay quanh trục của bản thân nó. Nó cứ xoay quanh trục của bản thân nó, hoặc là nó có thể di chuyển để nó di chuyển để nó đổi chỗ với các phân tử lipid ở bên cạnh nó, hoặc cái cách thứ ba là nó có thể di chuyển để nó đổi chỗ cho các phân tử lipid ở lớp đối diện. Ví dụ như là cái phân tử lipid này nó có thể di chuyển để nó đổi chỗ cho cái phân tử lipid này, hoặc là phân tử lipid này nó sẽ có thể di chuyển đổi chỗ cho cái phân tử lipid ở bên cạnh nó đây. Và cái hình thức vận chuyển, hình thức vận động thứ ba của cái phân tử lipid đấy là nó có thể quay quanh chính trục của nó cứ tại chỗ này nó quay quanh. Thì những cái sự vận động của phân tử lipid đấy nó sẽ tạo nên tính lỏng linh động của màng, và nó có vai trò rất quan trọng trong cái việc là vận chuyển vật chất qua màng. Đối với lại hình thức vận chuyển thứ nhất là hình thức khuếch tán đơn thuần ấy, thì nó sẽ có những cái đặc điểm này. Các em nhìn thấy đây là lớp lipid kép, đây là một lớp lipid nhá, lớp lipid thứ hai này đó. Thế còn cái lớp ở bên ngoài này chúng ta sẽ tưởng tượng nó sẽ là lớp protein, đúng không ạ? Ở phía mặt ngoài này cũng là lớp protein nữa, và ngoài ra thì chúng ta còn có những cái phân tử protein xuyên màng đây này đấy. Những cái phân tử protein xuyên màng nó thì sẽ xuyên từ phía này màng sang phía trong màng. Và những cái phân tử protein này nó có thể xuyên màng một lần hoặc là xuyên màng nhiều lần. Thì ở đây các em thấy là nó sẽ xuyên màng một lần đây này, xuyên màng một lần. Thế và chính vì cái sự xuyên màng này ấy, thì các em sẽ thấy là cái đầu nhô ra này đó, và nó sẽ có một cái phần protein nhô ra ở bên ngoài lớp lipid ở hai đầu, và có một cái phần protein nó nằm ở trong cái lớp lipid. Thì chính ra cái đầu thò ra của protein này đấy, cộng với lại những cái protein ngoại vi mà bám ở trên bề mặt cái lớp lipid này thì nó sẽ tạo ra một lớp protein. Và ở phía bên này cũng thế, tương tự như vậy, cái protein thò ra của protein xuyên màng nó nhô ra ở phía ngoài lớp màng lipid cộng với các protein ngoại vi ở cái phía này thì nó cũng sẽ tạo nên thành một cái lớp protein. Như vậy là hai bên của lớp lipid sẽ có hai lớp protein và lớp lipid kép ở giữa. Thế thì đối với khuếch tán đơn thuần ấy thì đấy là những cái phân tử mà nó có khả năng mà nó đi qua một cách dễ dàng cái lớp lipid này, nó không phụ thuộc gì vào 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 cái lớp protein ở bên ngoài cả. Vì lúc nãy chúng ta đã nói rằng là cái lớp protein ấy là nó có cái tính đặc hiệu của màng. Thế nhưng đối với cái hình thức khuếch tán đơn thuần này này thì nó không có phụ thuộc gì vào cái tính đặc hiệu cả. Thế những cái chất vận chuyển này này nó chỉ vận chuyển theo cái chiều gradient nồng độ, có nghĩa là nó cứ nơi mà có nồng độ cao thì nó sẽ vận chuyển tới nơi mà có nồng độ thấp. Thế thôi ạ. Và vì vậy nên nếu giả sử như phía bên này mà
mà nồng độ chất tan cao hơn mà phía bên kia cao hơn phía bên kia màng, thì cái sự vận chuyển nó sẽ là ngược lại, từ nơi có nồng độ cao tới nơi có nồng độ thấp. Thế nên cái sự vận chuyển này là cái sự vận chuyển hai chiều, hai chiều, có thể là chiều từ trong tế bào ra ngoài, hoặc là có thể từ chiều từ từ ngoài vào trong tế bào, hoặc là từ trong tế bào ra ngoài. Cái đặc điểm nữa ấy là nó không có phụ thuộc vào bất kỳ một cái chân mang nào cả, nó chỉ phụ thuộc vào gradient nồng độ thôi, và nó không có sinh năng lượng, bởi vì là cái tính tính thấm đơn thuần là từ nơi gradient nồng độ cao tới cái nơi có gradient nồng độ thấp, nên là nó không có phải sinh năng lượng gì hết, nó không tiêu tốn ATP của tế bào. Đấy. Đấy là những cái đặc điểm của khuếch tán đơn thuần. Còn sang đến cái hình thức vận chuyển thứ hai, đấy là vận chuyển thụ động có trung gian. Vận chuyển thụ động có trung gian thì nó gần giống với lại khuếch tán đơn thuần. Nó chỉ khác một đặc điểm duy nhất, đấy là cái sự vận chuyển nó cần phải có một cái chất mang, mà cái chất mang này nó giống như là một cái xe vận tải vậy, để nó vận tải cái chất vận vật chất từ bên này màng sang bên kia màng. Thế và cái chất vận tải này người ta có thể gọi là chất mang hoặc là carrier. Bản chất của những cái chất này nó chính là protein xuyên màng. Ở đây thì các em sẽ thấy là đây, đây chính là cái chất mang này, carrier này, hoặc là người ta còn gọi là vận tải viên. Bản chất của nó là protein xuyên màng thôi. Ở đây các em sẽ thấy là cái protein xuyên màng này một lần, và khi mà cái cấu tạo cái phần xuyên màng ấy, thì nó sẽ có một cái khe, một cái khe ở bên trong, để mà cái khe này khi nào mà nó cần vận chuyển vật chất thì cái khe này nó sẽ mở ra và nó cho phép vật chất từ từ bên này màng qua bên kia màng, vẫn theo nguyên tắc là theo chiều gradient nồng độ, tức là từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp. Sang đến cái hình thức thứ ba là hình thức vận chuyển chủ động. Hình thức vận chuyển chủ động này thì nó khác hoàn toàn với hình thức khuếch tán đơn thuần ban đầu, có nghĩa là nó các đặc điểm vận chuyển của nó ngược lại hoàn toàn. Ví dụ như là lúc nãy khuếch tán đơn thuần chúng ta vừa nói với nhau là vận chuyển hai chiều, thì cái vận chuyển chủ động này nó chỉ là vận chuyển một chiều mà thôi. Khuếch tán đơn thuần chúng ta nói rằng là vận chuyển theo chiều gradient nồng độ, từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp, thì cái vận chuyển chủ động này nó không theo cái quy luật như thế, mà nó sẽ theo cái nhu cầu của tế bào, và nó có thể là vận chuyển một chiều, nhưng mà nó có thể vận chuyển từ nơi có nồng độ thấp tới nơi có nồng độ cao như thế này. Nếu khuếch tán đơn thuần vận chuyển không tiêu tốn năng lượng của tế bào, thì ngược lại vận chuyển chủ động sẽ tiêu tốn năng lượng ATP của tế bào. Đó. Nếu khuếch tán đơn thuần không cần một vận tải viên để vận chuyển chất khuếch tán, thì vận chuyển chủ động sẽ cần vận tải viên để vận chuyển chất khuếch tán, mà vận tải viên đấy bản chất của nó sẽ là những cái protein gọi là carrier hoặc là các chất mang như thế này. Đấy là những cái đặc điểm chính của ba cái hình thức vận chuyển này. Và như vậy chúng ta sẽ thấy là nếu chúng ta học thuộc một đặc điểm của một cái hình thức vận chuyển khuếch tán đơn thuần chẳng hạn, thì chúng ta sẽ dễ dàng rất suy ra được những cái đặc điểm của các hai cái hình thức vận chuyển còn lại, đấy là vận chuyển thụ động có trung gian và vận chuyển chủ động. Đây là cái đặc điểm của khuếch tán đơn thuần mà tôi đã tóm tắt lại, và cái hình này là cái hình minh họa cho cái sự vận chuyển vật chất từ nơi có nồng độ cao đây tới nơi có nồng độ thấp qua cái màng màu đen đen này. Đấy. Đối với khuếch tán đơn thuần thì có 5 cái đặc điểm. Cái đặc điểm thứ nhất ấy là không cần vận tải viên, tức là không cần chất mang, đúng không ạ? Thứ hai nữa là vận chuyển theo chiều gradient nồng độ, từ nơi có nồng độ cao tới nơi có nồng độ thấp.
Vì như thế, thế nên là cái vận chuyển này nó là vận chuyển hai chiều và vận chuyển không yêu cầu năng lượng. Vận chuyển hai chiều tức là nó chỉ cần là chỗ nào mà có nồng độ cao là nó sẽ tới nơi, nó sẽ vận chuyển qua nồng độ thấp thôi, chứ nó không phụ thuộc vào cái chất đó là nó từ bên ngoài vận chuyển vào bên trong hay là từ bên trong vận chuyển ra bên ngoài. Nên cái việc này nó không yêu cầu năng lượng của tế bào, nó không tốn tiêu tốn ATP của tế bào. Cái đặc điểm thứ năm là cái hệ quả của cái việc mà cái hình thức vận chuyển này nó chẳng yêu cầu năng lượng của tế bào gì cả, nó cũng không cần một chất gắn làm cái vận tải viên, tức không cần protein vận tải ấy. Vì thế nên là cái vật chất của nó không bị biến đổi hóa học, nó không bị phải gắn vào một cái gì hết cả, nên nó không bị biến đổi hóa học, nó chỉ có đi từ phía bên nồng độ cao tới sang tới bên nồng độ thấp mà thôi. Cái ví dụ ở trong cái vận chuyển quick ăn đơn thuần này chính là carbon dioxide, CO2 và oxy. Ở đây là cái hình thức vận chuyển, cái minh họa cho cái sự vận chuyển từ nồng độ cao tới nơi có nồng độ thấp của các chất tan. Cái hình này là cái mô hình mà thể hiện rằng là cái sự vận chuyển là có hai chiều. Cái sự vận chuyển có hai chiều của hình thức vận chuyển chủ động này, và vẫn theo nguyên tắc là từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp. Ví dụ như là trong thực tế mà chúng ta bổ sung oxy cho tế bào ấy, với những cái người mà người ta tím môi tím mà người ta thiếu oxy ấy, thì chúng ta chỉ cần là đưa cái dây mà có oxy nối từ bình oxy vào với một cái áp suất vừa đủ thì oxy nó sẽ tự khuếch tán vào trong các tế bào hô hấp, đúng không ạ? Và cái sự khuếch tán oxy vào trong những tế bào hô hấp là những cái tế bào mà đang thiếu oxy, nó cũng thông qua cái hình thức này, đấy là vận chuyển từ nơi có nồng độ cao tới nơi có nồng độ thấp và chỉ khuếch tán đơn thuần. Các em có hỏi gì phải không ạ? Tôi có nghe thấy tiếng có một số bạn có hỏi. Thưa cô, Vâng. thưa cô cho em hỏi là như cô vừa nói thì là vận chuyển chất qua màng nó có 3 cách là vận chuyển thụ động, vận chuyển trung gian và vận chuyển chủ động qua màng. Vâng. Thì em thấy em đọc trong sách thấy ở trong vận chuyển thụ động, vận chuyển trung gian có cần đến một cái đối với tế bào hồng cầu thì cần glu permeaza hay là cần chuỗi ban ba. Hoặc là vận chuyển chủ động qua màng thì nó cần đối với kênh natri kali canxi hoặc là bơm H cộng, thì ở đây em lại không thấy nhắc đến cái protein xuyên màng loại glycoforin ấy, tại vì em thấy có hai loại là ban ba và glycoforin là hai loại chính, nhưng mà chỉ ở đây chỉ thấy nhắc đến vai trò của ban ba thôi, còn glycoforin thì em lại không thấy nhắc gì, thì em không hiểu là nó sẽ tham gia vào cái gì ạ, tại vì Nó cũng là tham gia vào quá trình vận chuyển của các chất, chẳng qua là người ta không lấy ví dụ ở trong đấy thôi em ạ. Cái thế ví thì dụ nó điển thuộc, hình. dạ vâng, thế thì nó sẽ thuộc vận chuyển trung gian hay là vận chuyển chủ động qua màng ạ? À? Đối với cái này nó là đại phân tử, nó chuyên vận chuyển các chất đại phân tử ấy ạ. À? Thì glycoforin thì nó sẽ thuộc vận chuyển chủ động qua màng hay là trung gian hay là cả hai ạ? À? Đối với một số những cái protein ấy thì nó sẽ có cái vai trò là vận chuyển thụ động, hoặc nó có vai trò là vận chuyển thụ động có trung gian, chứ nó có vai trò vận chuyển thụ động có trung gian và vai trò vận chuyển thụ động đó. Và có những cái loại protein thì không tham gia vào cái vai trò vận chuyển đó, chứ không phải là protein nào ở trên màng nó cũng tham gia vận chuyển em ạ. Thế Dạ đối với protein van 3 thì là nó có tham gia cả vận chuyển thụ động có trung gian và vận chuyển chủ động. Tức khi mà có sự tham gia của protein thì nó chỉ thuộc hai loại thôi. Loại vận chuyển chủ động có trung gian và vận chuyển thụ động có trung gian và vận chuyển chủ động. dạ vâng ạ. Dạ, em cảm ơn cô. Em cảm ơn cô ạ. Các em có câu hỏi gì nữa không?
Trong câu hỏi của các em ấy thì sẽ có những cái chất nào, tức là những chất nào mà tham gia vào hình thức vận chuyển, nó vận chuyển được vận chuyển theo hình thức vận chuyển có trung gian, hay là chất nào thì vận chuyển theo hình thức là khuếch tán đơn thuần, chất nào thì vận chuyển theo hình thức là vận chuyển chủ động, phụ thuộc vào từng chất chứ không hỏi protein tham gia vào quá trình vận chuyển thụ động hay là vận chuyển chủ động hay là vận chuyển có trung gian. Bởi vì là các protein ấy thì nó cũng có đa cái tính chất, có những cái protein là vận chuyển tham gia vận chuyển cả hai loại, vừa là thụ động và vừa là thụ động có trung gian và vừa là chủ động. Thế nên là các em sẽ để ý những cái ví dụ của những cái chất mà tham gia vận chuyển thụ động, ví dụ như là oxy CO2, còn những cái chất mà tham gia vận chuyển có trung gian, ví dụ như là glucose, là những cái chất mà các em cần lưu ý để mà chúng ta nhớ khi chúng ta làm bài. Đối với vận chuyển có trung gian ấy thì các đặc điểm của nó giống như là vận chuyển thụ động, nhưng mà nó có khác, chỉ khác là có vận tải viên thôi, nó cần vận tải viên thôi. Cái vận tải viên ấy chính là các protein xiên vàng, nó vận chuyển các vật chất từ nơi có nồng độ cao tới nơi có nồng độ thấp và thông qua cái khe xuyên qua màng lipid như thế này, và các vật chất nó cứ đi theo cái khe này và thông qua protein xuyên màng dần dần đi từ phía bên này màng này sang thông qua xuyên qua lớp lipid, thông qua cái kênh kênh của protein và sẽ đi ra phía bên ngoài màng như thế này, phía bên từ phía bên 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 ngoài màng vào bên trong màng. Đây là một cái ví dụ về cái protein xuyên màng loại khác, tức là nó cũng vận chuyển để mà xuyên qua màng theo cái kênh của protein. Nó đi qua được cái lớp lipid kép đây, đây chính là lớp lipid kép. Thì các vật chất nó đi từ bên này màng qua bên kia màng thông qua cái kênh protein này. Sang đến vận chuyển chủ động. Đấy là cái loại vận chuyển mà các đặc điểm của nó ngược lại với lại vận chuyển thụ động. Trong vận chuyển chủ động thì chúng ta chỉ cần đọc đọc ngược lại những cái đặc điểm của vận chuyển thụ động là chúng ta đã ra cái đặc điểm của vận chuyển chủ động rồi. Đó là thứ nhất là cần protein vận tải viên này. Thứ hai là vận chuyển ngược chiều với radio nồng độ. Thứ ba là cần yêu cầu năng lượng ATP của tế bào. Thứ tư là vận chuyển một chiều, và vì là nó có gắn với các protein vận tải yêu cầu năng lượng của tế bào, tức là có những cái phản ứng hóa học xảy ra, vì thế nên là nó sẽ bị thay đổi về 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 bản chất hóa học. Ví dụ về cái vận chuyển chủ động đấy là cái bơm natri kali để mà bơm natri từ bên trong ra bên ngoài tế bào và đẩy kali từ bên ngoài vào bên trong tế bào. Như chúng ta đã biết ý, là kali ở bên trong tế bào thì bao giờ nó cũng nồng độ cao hơn bên ngoài tế bào. Thế nhưng cái bơm này thì nó vẫn đẩy kali từ cái nơi mà có nồng độ thấp tới nơi mà có nồng độ cao, và tương tự natri cũng vậy. Một cái ví dụ khác về vận chuyển chủ động đấy là vận chuyển ion hắt cộng. Nó cũng là một cái hình thức vận chuyển chủ động ở trong tế bào. Một cái ví dụ mà các em có thể hình dung ra được đấy là cái màng tiêu thể. Khi các em học cấu tạo tế bào ấy, ở bên trong tế bào ấy thì các bào quan ở bên trong tế bào ấy, trong đó tiêu thể là một trong các bào quan bên trong tế bào, và chức năng chính của tiêu thể mà nổi trội nhất ý, nổi bật nhất đấy là nó sẽ là nơi mà tiêu hóa các chất không cần thiết hoặc là giáng hóa các chất không cần thiết để mà tạo nên những cái chất thải khác để đi ra ngoài tế bào, hoặc là tạo tạo nên những cái chất cần thiết khác để đi đến những cái nơi mà tế bào cần. Thế ở bên trong lòng tiêu thể nó có những cái gì mà nó có thể tiêu hóa được nhiều cái loại vật chất của tế bào thải ra như thế, của nhiều cái loại vật chất của tế bào sinh ra ở bên trong tế bào như vậy. Thế thì ở bên trong màng của tiêu thể có cái đặc điểm là
cái độ pH của nó ấy, luôn luôn axit khoảng 4,8. Và ngoài ra thì nó còn có rất là nhiều những cái men, những cái enzyme mà nó có thể hoạt động được ở trong cái môi trường axit như thế này. Đấy là những cái nhóm men, ví dụ như là những cái nhóm men chính để phân giải glucose thì nó có men glucosidase, rồi men protease để phân hủy, để giáng hóa protein, men lipase để giáng hóa lipid đó, nuclease để giáng hóa các axit nucleic. Nhờ những cái enzyme này trong một cái môi trường axit rất là nhiều ion H cộng này thì các chất nó đã được giáng hóa ở đây để tiêu hủy hoặc là để chuyển hóa thành những cái chất khác mà tế bào cần. Như vậy thì cái việc mà đảm bảo cho cái tiêu thể nó hoạt động một cách trơn tru và đúng sinh lý thì ở bên trong màng của tiêu thể bao giờ cái pH của nó, cái độ gan nó duy trì ở mức độ axit là 4,8, và vì thế nên là cái nồng độ ion ở trong H cộng, ion H cộng ở trong màng tiêu thể nó rất là nhiều. Nhưng ngược lại ở bên ngoài màng tiêu thể, tức là ở bên trong bào tương của tế bào ấy, ở bên trong bào tương của tế bào nó rất là ít, nó rất là ít. Thế thì cái bơm H cộng này này, nó sẽ có nhiệm vụ ấy là nó chuyển H cộng từ nơi, từ bên ngoài tế bào vào bên, từ bên ngoài màng tiêu thể, có nghĩa là từ bào tương ấy vào bên trong màng tiêu thể, có nghĩa là nó sẽ vận chuyển từ nơi có nồng độ ion H cộng thấp tới nơi có nồng độ ion H cộng cao. Cái sự vận chuyển này thì nó cần protein mang, người ta còn gọi là cái bơm proton H cộng. Và cái quá trình mà vận chuyển này nó tiêu tốn năng lượng của tế bào, nó tiêu tốn năng lượng ATP của tế bào. Thì đấy là những cái ví dụ của vận chuyển chủ động. Đây là cái mô hình ban đầu đấy ạ. Đối với lại ba cái hình thức vận chuyển này, cái hình thức ở trên cùng là hình thức gì ạ? Vận chuyển gì ạ? Chúng ta vừa mới học xong đấy là khuếch tán đơn thuần. Vâng, đúng rồi ạ. Còn cái hình thức này là hình thức vận chuyển thụ động có trung gian. Hình thức khuếch tán đơn thuần còn có tên gọi là hình thức vận chuyển thụ động nhé. Thế còn cái hình thức thứ hai gọi là hình thức vận chuyển thụ động có trung gian, và cái hình thức thứ ba này là hình thức vận chuyển Chủ động qua màng. chủ động. Đúng rồi. Thế hình thức vận chuyển, ba cái hình thức vận chuyển này thì các em đều thấy là các hạt vật chất nó đều đi từ phía bên này màng sang phía bên kia màng, xuyên qua cái lớp lipid cả. Đúng không ạ? Vâng. Tôi muốn giới thiệu đến một cái hình thức vận chuyển khác, đấy là hình thức vận chuyển thứ tư, tức là nó không phải là cái hình thức mà các vật chất nó cứ đi xuyên qua lớp lipid bằng cách nọ hay cách kia. Bằng cách nọ hay cách kia có nghĩa là bằng khuếch tán đơn thuần, bằng hòa hòa tan trong cái lớp lipid để đi từ phía này sang phía kia, hoặc là đi xuyên qua lớp lipid bằng cách là thông qua các kênh protein như thế này. Thì có một cái hình thức vận chuyển nữa mà nó không cần phải đi thông qua lớp lipid mà nó lại đi vào theo bằng cách là cái lớp bản thân, cái lớp tế bào này này, cái lớp màng tế bào này này, nó sẽ lõm mà kể cả là cái lớp, hai lớp protein phía bên ngoài đấy, nó sẽ lõm áo vào và nó sẽ bao bọc cái hạt vật chất cần vận chuyển. Sau đó thì nó sẽ rút ra, nó rút ra tạo thành một cái túi. Thì cái túi ở đấy bên trong của nó là cái hạt vật chất cần vận chuyển, và bên ngoài nó là được bao bọc bởi bởi cái màng tế bào đấy ạ. Thì cái hình thức vận chuyển này nó sẽ có mấy cái loại, đấy là nội thực bào, ẩm bào và ngoại tiết bào. Ở cái hình thức vận chuyển thứ tư ấy, thì nó có bốn loại là nội bào, nội thực bào, ẩm bào và ngoại tiết bào. Thế đối với lại bốn loại này thì nó có chung một cái đặc điểm là các vật chất vận chuyển ấy, nó sẽ đi từ bên này màng qua bên kia màng bằng cách là nó không xuyên qua lớp lipid mà chính bản thân màng tế bào nó tạo lõm áo để nó bao bọc cái chất cần vận chuyển, và nó sẽ rút, nó tạo thành một cái túi để nó rút ra khỏi 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 tế bào. Và trong cái túi đấy nó sẽ ở bên trong là cái chất cần vận chuyển và bên ngoài cái túi là màng tế bào. Thì chúng ta lần lượt đi vào từng loại
Một cái loại thứ nhất ấy, đấy là nội thực bào. Nội thực bào ấy là cái việc mà đưa các chất rắn từ bên ngoài vào bên trong tế bào đều bằng cách là tạo lõm túi trên màng tế bào hết, và cái túi này người ta gọi là túi lưới, túi lưới. Và các chất này ấy, các chất mà được vận chuyển ấy, thì rõ ràng là nó cũng sẽ phải có những cái receptor ở trên bề mặt màng tế bào để nó gắn đặc hiệu. Receptor ở trên bề mặt gắn đặc hiệu cái vật chất mà cần vận chuyển ấy, thì chính cái receptor đấy nó chính là những cái protein màng đấy. Và những cái vì sao những cái protein màng mà nó tạo nên tính đặc hiệu của màng là vì vậy, bởi vì là nó sẽ chọn lọc những cái chất nào mà nó gắn được đặc hiệu thôi, nó gắn đặc hiệu với cái protein đấy thôi. Và từ cái sự gắn của các vật chất đó ở trên bề mặt màng tế bào thì nó sẽ cái tế màng tế bào đấy nó sẽ tạo cái lõm túi để nó ôm lấy cái hạt vật chất cần vận chuyển, và nó sẽ dứt vào bên trong màng tế bào, nó đi vào bên trong màng tế bào. Còn cái hình thức thực bào ấy, hình thức thực bào cũng là cái hình thức mà đưa các vật chất rắn từ bên ngoài vào bên trong tế bào. Đến đây thì nó không khác gì nội thực bào cả. Thế tuy nhiên là cái hình thức thực bào này nó có khác ở cái việc là nó chỉ đưa những cái phân tử mà có kích thước lớn vào trong tế bào thôi. Và vì nó có thể đưa các phân tử có kích thước lớn vào trong tế bào nên là chỉ có một số loại tế bào mới có khả năng thực bào, tức là mới có khả năng để vận chuyển những cái phân tử có kích thước lớn vào bên ngoài tế bào và bên trong tế bào, chứ nó không không phải là cái hình thức này không có ở tất cả các tế bào đâu. Một số những cái tế bào mà có khả năng thực bào đấy là bạch cầu. Nó có thể tóm lấy vi khuẩn, virus và nó bao gói, sau đó thì nó đưa vào trong tế bào để nó tiêu hóa, hoặc là vi khuẩn virus mà không được tế bào tiêu hóa thì nó sẽ nhân lên và nó phát triển. Đến cái hình thức ẩm bào, nếu nội thực bào và thực bào là những cái hình thức mà vận chuyển chất rắn đưa từ bên ngoài tế bào vào bên trong tế bào, thì ẩm bào nó là cái hình thức mà vận chuyển dịch cũng từ bên trong, đưa từ bên ngoài tế bào vận chuyển vào bên trong tế bào theo hình thức mà tạo lõm túi. Sang đến cái ngoại tiết bào, chúng ta để ý là ba cái hình thức nội thực bào và ẩm bào là ba cái hình thức mà đưa vật chất từ bên ngoài vào bên trong tế bào, có thể là đưa chất rắn hoặc đưa chất lỏng, đúng không ạ? Chất lỏng mà chúng ta gọi là dịch. Với ba cái hình thức này ấy, thì từ nãy giờ vì đưa vật chất từ bên ngoài vào bên trong tế bào nên chúng ta đều thấy rằng là cái màng tế bào ấy nó tạo thành lõm túi và nó bao lấy cái vật chất cần vận chuyển và nó dứt cái màng ấy ra tạo thành túi và đưa vào trong bên trong tế bào. Thế nếu mà cái quá trình nội thực bào và ẩm bào này nó cứ diễn ra liên tục như thế thì dần dần cái màng tế bào nó sẽ làm sao ạ? Màng tế bào dần dần nó sẽ bị hao hụt đi do cái việc là cứ phải rút ra để mà tạo lõm áo, để tạo túi để đưa vật chất đi vào bên trong tế bào, đúng không ạ? Thế nếu mà những cái màng mà nó cứ hao hụt đi như thế thì nó mất cái tính chất sinh lý và nó sẽ trở thành bệnh lý. Thì theo để mà đảm bảo cái tính chất sinh lý của nó thì nó sẽ phải có một cái cơ chế để cân bằng cái màng này, sẽ phải có một cái cơ chế nào đấy để bồi phụ cái màng này. Khi mà cái màng mất đi như thế thì phải có những cái màng, những cái hình thức khác để nó bồi phụ vào màng để màng nó sẽ trở nên cân bằng. Thế cái hình thức ngoại tiết bào chính là một cái hình thức đó, là cái hình thức mà vận chuyển các chất từ bên trong tế bào ra bên ngoài tế bào. Và khi mà các chất vận chuyển từ bên trong ra bên ngoài tế bào ấy, thường là những cái chất mà thải tiết, có nghĩa là tế bào không cần thiết nữa. Sau khi các chuyển hóa, một loạt những cái chuyển hóa ở bên trong tế bào, ở lưới nội sinh chất có hạt, ở Golgi,
ở tiêu thể thì các chất đó, chất nào mà được sử dụng lại, tế bào sử dụng lại, còn chất nào nó không dùng nữa thì nó sẽ loại bỏ ra ngoài cơ thể, loại bỏ ra ngoài tế bào bằng cách ngoại tiết bào. Thì những cái chất này ấy, nó sẽ cũng được bao gói ở bên trong tế bào, và cái sự bao gói bên trong tế bào đấy có nghĩa là ở bên trong là hạt vật, là vật chất mà cần vận chuyển để mà thải ra bên ngoài, còn bên ngoài cái hạt vật chất đấy thì nó sẽ là màng tế bào. Vậy thì cái màng đấy nó lấy được ở đâu, nó lấy ở đâu trong tế bào để mà nó vận chuyển ra ngoài, thì các em có biết là nó lấy ở đâu không? Chúng ta Thể nhớ hôn lại cái gì? bài hôm Thể chúng hôn ta gì? học, đúng rồi ạ, chính xác luôn, thể quan di. Chúng ta nhớ lại cái bài mà hôm chúng ta học vận chuyển các bào quan ấy, và các chức năng và cấu tạo và chức năng của các bào quan. Trong đó ấy, chúng ta hãy nhớ lại cái cấu tạo và chức năng của lưới nội sinh chất có hạt và bộ phận Golgi. Thì các hạt vật chất ấy, nó được tổng hợp, sau đó thì nó sẽ vào lưới nội sinh chất có hạt, nó được glycosin hóa, phosphorin hóa lần một ở đó. Và tức là những cái hạt này nó sẽ được biến đổi, nó sẽ được giáng hóa ở đó, những cái hạt vật chất ấy ở trong lưới nội sinh chất có hạt, và từ đó nó sẽ ra đi ra khỏi, sau khi mà nó xong cái quá trình giáng hóa rồi thì nó sẽ đi ra khỏi lưới nội sinh chất có hạt bằng dưới hình thức là các thể đậm. Các thể đậm là những cái thể đậm mà nó tách từ lưới nội sinh chất có hạt, bên trong những cái thể đậm đó ấy, là vật chất mà nó vừa mới được thuần thục hóa ở trong lưới nội sinh chất có hạt, và bên ngoài của cái hạt đó ấy, là cái màng của lưới nội sinh chất có hạt, đúng không ạ? Như vậy cấu tạo của thể đậm là cấu tạo của thể đậm là giống như là một cái túi mà bên trong nó là các chất cần vận chuyển đi từ lưới nội sinh chất có hạt ra. Bên ngoài cái túi đấy là màng của lưới nội sinh chất có hạt. Thế cái màng lưới nội sinh chất có hạt đấy nó có đặc điểm là protein trên lipid bằng, protein trên lipid Lớn hơn 1/2. đúng rồi, lớn hơn một, xấp xỉ bằng hai, và đây chính là cái cấu trúc của giống như màng nhân đấy, đúng không ạ? Và nó sẽ các vật chất di chuyển nó cũng có thể là từ nhân nó vào lưới nội sinh chất có hạt. Thế xong rồi nó tách cái lưới nội sinh chất có hạt này, protein trên lipid của nó bằng hai, xấp xỉ bằng hai, và khi mà nó những cái hạt đậm đấy, cái những cái thể đậm nó cũng cái màng của thể đậm ấy, nó cũng là protein trên lipid bằng hai, và những cái hạt đậm thể đậm này, những cái thể đậm này nó sẽ hòa nhập vào với lại túi cầu Golgi ở ngay bên cạnh nó, được chưa ạ? Túi cầu Golgi ở ngay bên cạnh nó ấy, thì nó sẽ tôi nói như này các em có hình dung ra được không ạ? Hay là các em cần phải quay lại cái bài hôm trước? Có không ạ? Có. Vâng vâng ạ. Thế thì cái lưới nội sinh chất có hạt đấy, cái thể đậm nó đi ra từ đây, nó sẽ vào bộ Golgi, thì ở cái cấu tạo bộ Golgi thì lần bài trước các em sẽ thấy rằng là bộ Golgi nó có tính phân cực, có tính phân cực ở mấy cái điểm này này. Thứ nhất ấy, là tính phân cực ở cấu tạo màng, thứ hai là tính phân cực ở cái việc xử lý các hạt vật chất ở bên trong của bộ Golgi, từ vùng cis đến vùng trans, tức là vùng gần nhân đến vùng xa nhân. Thế cái vùng cis là cái vùng gần nhân ấy, cái màng bộ Golgi ấy, nó có cấu tạo protein trên lipid xấp xỉ bằng hai. Thế và cái sự phân cực nó dần 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 theo các chỏm cầu Golgi, chỏm tứ cầu Golgi, ra từ phía trong nhân ra đến phía ngoài của màng tế bào.
Thì có nghĩa là phía ngoài của màng tế bào ấy, nó sẽ là cái phần xa xa nhân nhất, đúng không ạ? Thì cái màng của bộ quan di ở phía ngoài là phần trans, nó sẽ dần dần nó phân cực từ phần cis là protein trên lipid bóng 2, sẽ dần dần phân cực đến cấu tạo của màng cũng của bộ quan di, nhưng ở phần trans sẽ là protein trên lipid bằng 1. Và như vậy cái phần trans này là cái phần Vâng. xa nhân. Khi mà càng xa nhân thì nó sẽ gần màng tế bào hơn thôi. Và đối với những cái hạt, những cái thể động nó vận chuyển vật chất, nó hòa nhập cái màng vào trong thể con di ở vùng cis, tức là protein trên lipid bằng xấp xỉ bằng 2. Rồi dần dần các hạt vật chất ở trong đây nó sẽ được glycosin hóa, phosphorin hóa để gắn các tín hiệu dẫn đường ở trong cái lưới, ở trong bộ con di này. Và khi các vật chất ấy nó được glycosin hóa, phosphorin hóa ở trong bộ con di gắn các tín hiệu dẫn đường, thì khi mà nó mang tín hiệu dẫn đường, chính là bản chất những cái tín hiệu dẫn đường này là những cái tín hiệu hóa học thôi, là những cái đầu các nhóm chức của hóa học. Và những cái tín hiệu dẫn đường này nó sẽ nhận định được rằng là à, tôi cần phải đi đến cơ quan nào khi mà tôi ra khỏi bộ quan gì. Thế nó sẽ thuần thục từ phần cis đến phần phần trans. Thế khi mà đến phần trans rồi thì làm thế nào để nó đi ra ngoài, để nó đi đúng địa chỉ giao nhận. Đúng địa chỉ giao nhận tức là nó nhờ những cái tín hiệu mà nó được thuần thục hóa ở trong bộ con di rồi ấy, nó được gắn cái tín hiệu là tôi sẽ phải được bổ nhiệm ra màng tế bào, hoặc tôi sẽ bổ nhiệm ra đến tiêu thể chẳng hạn, thì nhờ những cái tín hiệu dẫn đường này và những cái địa chỉ đến chính xác như vậy, nó sẽ ra khỏi bộ con di và nó sẽ đến đúng những cái địa chỉ mà nó đã gắn tín hiệu dẫn đường. Thế nó ra khỏi bộ con di nó ra bằng cách nào? Đấy là nó được thuần thục từ vùng cis của bộ con di đến vùng trans của bộ con di. Thì ở vùng trans của bộ con di nó sẽ tạo thành những cái túi cầu con di, có nghĩa là cái màng của bộ con di nó cũng bao bọc lấy những cái vật chất mà nó cần vận chuyển mà đã được gắn tín hiệu dẫn đường rồi, và nó sẽ rút ra khỏi bộ con di. Vậy bộ con di nó cũng sẽ bị mất màng ở vùng vùng trans, do nó sẽ tạo các túi cầu con di, mà những cái túi cầu con di đấy bên ngoài là màng của bộ con di ở phần trans, tức là protein trên lipid bằng 1, còn bên trong ấy nó là cái hạt vật chất cần vận chuyển mà nó đã được dẫn tín hiệu, đã được glycosin hóa, phosphorin hóa rồi và đã được gắn tín hiệu dẫn đường rồi, đúng không ạ? Thế còn ngược lại thì cái bộ con di nó lại được bồi phụ bởi những cái thể động màng của bộ con di mất đi ở vùng trans, nhưng vùng cis lại được bồi phụ màng bởi những cái thể động nó hòa màng vào đó. Khi mà những cái thể những cái túi cầu con di được đi ra khỏi bộ con di mà mang địa chỉ, mang tín hiệu dẫn đến địa chỉ rằng là đến màng, có nghĩa là nó là những cái hạt vật chất mà cần thải loại ra khỏi tế bào. Và những cái hạt vật chất này, cái túi cầu con di này, nó đi ra ngoài, nó đi ra, nó tiếp cận đến màng tế bào, xong rồi nó hòa cái màng của túi cầu con di, mà màng của túi cầu con di lúc này là protein trên lipid bằng 1 rồi đấy, thì nó sẽ dễ dàng nó hòa với màng của tế bào, nó cũng có cái cấu tạo là protein trên lipid bằng 1, đúng không ạ? Và cái sự hòa màng đấy, nó hòa từ màng túi cầu con di, nó hòa với màng tế bào và nó đẩy cái vật chất ở bên trong, mở mở cái túi cầu con di ra và đẩy vật chất từ bên trong nó ra khỏi bên ngoài tế bào. Đấy là cái hình thức ngoại tiết bào. Đến đây chúng ta có hỏi gì thêm không ạ? Em thưa cô, Vâng. cô cho em hỏi là ví dụ như là thể đệm thì nó sẽ bù vào cho cái phần cis, cái phần màng của phần cis của Golgi. Thế còn cái phần trans của Golgi thì nó sẽ bị mất đi một ít màng, và cái màng đấy thì lại hòa vào màng tế bào bù cho cái phần của màng tế bào. Thế thì
cái phần tran của bộ Golgi thì lại tự tổng hợp cái màng của bên phần tran hả cô? Không, bản thân cái bộ Golgi ấy là nó có cái sự sự biến đổi. Bản thân cái cấu tạo của bộ Golgi nó có sự biến đổi để nó liên tục nó tạo thành những cái phần cis phần và phần trans, nó liên tục nó biến đổi với nhau, chứ không phải là cái phần cis nó hoạt động riêng và phần trans nó hoạt động riêng. Những cái việc biến đổi đấy thì vì thế nên là cái bộ Golgi ấy, để tạo nên cái tính phân cực của màng của bộ Golgi ấy, về cấu tạo màng thì cái tính phân cực của bộ Golgi là phần cis nó có sự cấu tạo là protein trên lipid bằng bằng 2, còn phần trans thì là cái tỷ lệ này nó bằng 1. Thì cái tỷ đối với lại cái vùng cis và vùng trans thì nó sẽ liên tục nó sẽ thay đổi cái cấu tạo hóa học để nó dịch chuyển dần thành từ từ cái loại mà từ từ vùng cis cho đến vùng trans. Thế nên là người ta mới gọi là nó có tính phân cực là vì vậy. Dạ vâng, em cảm ơn cô ạ. Nó không hoạt động riêng biệt độc lập đâu, không phải Dạ. là cái vùng trans thì nó lấy đi hết thì là thôi nó chả còn gì nữa, nó sẽ tiếp tục chuyển hóa từ cái vùng cis sang. Dạ vâng ạ, vâng ạ. Em cô cho em hỏi là ở ba cái hình thức nội thực bào, thực bào và ẩm bào ấy ạ, thì sau khi mà cái túi này nó đi vào thì cái phần lipid nó sẽ đi đâu ạ? Nó sẽ trở lại hay là nó sẽ đi đâu ạ? Nó sẽ được quay trở lại ban đầu về tái sử dụng. Dạ vâng ạ, cô cho em hỏi thêm là có bao giờ mà hình thức vận chuyển chủ động ấy ạ lại vận chuyển vật chất từ nơi có nồng độ cao đến nồng độ thấp không ạ? Ví dụ như là cái chất đấy mà nó không thể vận chuyển thụ động được ấy ạ. Nó có thể vận chuyển từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp, nhưng bắt buộc là phải sử dụng cái chất mang, bắt buộc phải sử dụng ATP của tế bào để vận chuyển. Dạ vâng, em cảm ơn cô ạ. Còn câu hỏi gì nữa không ạ? Chúng ta sẽ sang đến cái nội dung thứ hai, đấy là chu kỳ tế bào nhé. Nó chính là cái phần phân chia tế bào và sự hình thành giao tử ở người ạ. Sự phân chia tế bào và hình thành giao tử ở người ấy, thì phân chia tế bào ở người nó sẽ có hai loại. Thứ nhất là cái loại mà phân chia để tế bào sinh sôi nảy nở, tức là tăng sinh về số lượng, giúp cho cơ thể tăng trưởng và phát triển, hoặc là giúp cho cơ thể thay thế tế bào già cỗi bằng những cái tế bào mới non trẻ. Thì cái quá trình phân chia này gọi là quá trình nguyên phân. Thế còn một cái quá trình mà phân bào nữa, đấy là cái sự phân bào mà để tạo ra những cái tế bào sinh dục mà có khả năng tham gia vào quá trình thụ tinh, đấy là cái quá trình giảm phân. Vậy thì chúng ta sẽ đi ra hai cái loại phân bào này. Thứ nhất là sự phân chia tế bào theo hình thức nguyên phân nhé. Đối với nguyên phân ấy thì các em nhìn rõ màn hình không? Có nhìn đầy màn hình không? Các em nhìn rõ màn hình không? Có đầy màn hình không? Có Cái chu kỳ này này là của mình không nhìn cái màn chu hình. kỳ của tế bào nguyên phân. Mục đích như tôi vừa mới nói lúc nãy đấy là làm cho tế bào sinh sôi nảy nở, giúp cho cơ thể tăng trưởng, phát triển, hoặc là thay thế các tế bào già cỗi bằng các tế bào mới. Và từ một tế bào ban đầu thì nó sẽ sau một cái chu kỳ phân chia ấy, nó sẽ tạo ra hai tế bào con giống hệt nhau và giống hệt tế bào mẹ. Đấy, vì cái tính chất này nên là nó mới làm cho cơ thể sinh trưởng và phát triển.
hoặc là thay thế các tế bào già cỗi bằng các tế bào non trẻ mới. Nó sẽ trải qua những cái giai đoạn đấy, là một cái chu kỳ của nó đây này, thì nó sẽ trải qua là gồm có gian kỳ, interphase, kỳ đầu, metaphase, kỳ giữa, kỳ sau và kỳ cuối. Đối với từng kỳ một ấy, thì nó sẽ có những cái đặc điểm khác nhau. Chúng ta sẽ lần lượt chúng ta đi xem những cái đặc điểm ở từng cái kỳ này. Gian kỳ nhá, thì các nhiễm sắc thể nó ở cuối gian kỳ là nó sẽ nhân đôi rồi, còn ở đầu gian kỳ thì nhiễm sắc thể nó vẫn còn đang ở dạng sợi mảnh. Thế khi mà nhiễm sắc thể từ dạng sợi mảnh và nhân đôi ở cuối gian kỳ thì lúc đấy cái nhân của gian kỳ nó sẽ đậm hơn, do là các nhiễm sắc thể nó được nhân đôi, mà các nhiễm sắc thể là những cái thể bắt màu, nên lúc đấy thì nếu mà chúng ta nhuộm tế bào chúng ta sẽ thấy là cái nhân tế bào nó sẽ đậm hơn, do là cái vật chất di truyền nó tăng lên, mà nhiễm sắc thể nó tăng lên gấp đôi mà đó. Và các nhiễm sắc thể nhân đôi như thế, nó sẽ có cái sự trao đổi nhiễm sắc từ chị em. Nhiễm sắc từ chị em có nghĩa là những cái nhiễm sắc thể mà ở trong cùng một cái nhiễm sắc thể mà có chung hạt tâm động ấy. Từ khi mà nhân đôi lên, một nhiễm sắc thể số 1 nó nhân đôi lên thì nó sẽ thành hai chiếc nhiễm sắc thể, đúng không ạ? Hai chiếc nhiễm sắc thể, và hai cái nhiễm sắc thể đấy nó sẽ vẫn đính với nhau ở hạt tâm động ấy, và nó sẽ trao đổi vật chất với nhau. Đây là cái hình ảnh gian kỳ, các tế bào gian kỳ mà được chụp thực sự ở trên kính hiển vi quang học. Thì đối với tế bào động vật ấy, thì các em sẽ thấy là cái màng nó sẽ tròn trịa này, nó mềm mại này, đấy là đặc điểm của cái màng sinh màng plasma. Thế còn cái tế bào động vật ấy, thì các em nhìn thấy cái màng nó cứng thành cạnh như thế này. Ở đây chúng ta nhìn thấy hình chữ nhật. Có thể là một số những cái tế bào thực vật khác nó có thể có những cái hình hình thù khác, hình lục giác hoặc là hình tam giác hoặc là hình tứ giác vân vân, nhưng mà nhìn chung là những cái cạnh này này nó sẽ phẳng, bởi vì bên ngoài của nó sẽ bọc một cái lớp mà áo cellulose, là cái lớp mà nó cứng, nó không mềm mại như là cái màng tế bào, màng plasma của màng tế bào động vật. Sang đến kỳ đầu thì cái đặc điểm ở kỳ đầu đấy là bắt đầu phân bào rồi, và hai trung tử ở hai đầu của tế bào là đã xuất hiện. Nhờ từ khi mà hai trung tử xuất hiện này tiến về hai đầu cực của tế bào ấy, thì sẽ xuất hiện thoi vô sắc. Thoi vô sắc, và thoi vô sắc thì một đầu của thoi vô sắc là nó sẽ đính vào cái đầu trung tử của cực ở cực này, và một đầu của thoi vô sắc thì nó sẽ đính vào trung tử ở cái cực kia, và sẽ tạo thành một cái lưới thoi vô sắc như thế này. Cái lưới thoi vô sắc này sau này nó sẽ làm cho cái sự tập trung của nhiễm sắc thể ở trên mặt phẳng xích đạo của cái thoi vô sắc này. Thế đây là cái hình ảnh kỳ đầu mà được chụp trên kính hiển vi điện tử ở cái tế bào sống thật, ở tế bào sống thật, và cái tế bào này được định hình vào nhuộm. Nhuộm thì các em sẽ để ý, cái để ý chúng ta là chúng ta sẽ nhìn cái chất nhân ấy. Cái chất nhân ở kỳ đầu ấy, các em sẽ thấy là nó thô và nó bắt màu đậm hơn so với lại cái chất nhân ở gian kỳ. Đấy, đây này. Chất nhân ở gian kỳ này nó sẽ mịn hơn nhá. Mặc dù là các tế bào nó đã nhân đôi rồi, ở cuối kỳ đầu là các nhiễm sắc thể nó nhân đôi rồi. Cuối kỳ đầu là các nhiễm sắc thể nhân đôi. Thế còn sang đến, à, tôi xin lỗi, cuối gian kỳ ạ, là nhiễm sắc thể nó đã nhân đôi rồi. Thế đến kỳ đầu ấy, thì các em nhìn thấy nó đậm hơn này, và các chất nhiễm sắc nhìn thấy nó rõ hơn này. Đó là do kỳ đầu là bắt đầu cái nhiễm sắc thể nó đã xoắn vặn rồi, bắt đầu xoắn vặn ở kỳ đầu rồi. Ở tế bào thực vật thì tương tự như thế. Nếu mà so sánh giữa cái hình ảnh thực sự của tế bào động vật thì thực vật ở kỳ đầu và gian kỳ, thì các em có thấy cái chất nhân nó khác không?
Có đúng không ạ? Nó À. chất nhân ở kỳ Đúng đầu thì nó thô hơn. Sang đến kỳ giữa thì cái đặc điểm ở kỳ giữa lúc này là các nhiễm sắc thể ấy, là nó xoắn vặn cực đại rồi. Nó bắt đầu xoắn ở kỳ đầu nhá. Đấy, thế đến kỳ giữa thì nó xoắn vặn cực đại, vì nó xoắn vặn cực đại ở kỳ giữa nên là cái chất nhân chúng ta nhìn nó sẽ rất là đậm, sẽ rất là đậm. Vì nó bắt màu thuốc nhuộm đậm. Và các nhiễm sắc thể nó sẽ tập trung ở mặt phẳng xích đạo, đính ở trên mặt phẳng, đính ở trên sợi thoa vô sắc như thế này. Đó. Đây là cái hình ảnh mà đây là cái hình ảnh kỳ giữa ở tế bào động vật và kỳ giữa ở tế bào thực vật. Các em thấy này, cái chất nhân các em thấy là nó đậm hơn hẳn chưa? Chất nhân nó đậm hơn hẳn. Thế và cái thoa vô sắc đây, cái thoa vô sắc đây. Các em có câu hỏi gì phải không ạ? Có em nào có câu hỏi gì phải không ạ? Ừ. Em hỏi đi, cô không nghe Cô ơi, rõ. kính thì ở đây là mình sẽ là sử dụng kính hình học ạ. Dạ, Cái kính là kính quang học hay là hình mình chụp sử dụng này kính là là kính được chụp trên kính hiển vi quang học các em ạ. đẹp thế. Cái hình chụp này là được chụp trên kính hiển vi quang học. Có một số em tôi có nghe thấy tiếng nói nhưng mà tôi không rõ đâu, tiếng nó hơi hơi dè nên tôi không rõ là các em đang hỏi cái gì cả. Nếu mà tôi chưa trả lời câu hỏi của các em ấy thì các em có thể hỏi lại nhé, bởi vì tôi cũng có nghe những cái tiếng nó dè dè, tôi không rõ câu hỏi. Đây, nó đúng lý thuyết là nhiễm sắc thể nó xoắn vặn cực đại và tập trung trên mặt phẳng thoi vô sắc. Cái thoi vô sắc đây ạ, rất là rõ đây. Đối với lại tế bào người ấy, ở trong y học của chúng ta thì cái đối tượng mà chúng ta quan tâm là tế bào người, thì ở cái số lượng tế bào ở cái phần này, nó sẽ là nhiễm sắc thể nó đã được nhân đôi rồi, và 2N nó sẽ bằng 46. Và vì nó nhân đôi nên là 2N ở đây là ở trạng thái kép hết. Ở trạng thái kép, tất cả 46 chiếc nhiễm sắc thể này ở trạng thái kép. Trong đó thì có 22 cặp nhiễm sắc thể thường và một cặp nhiễm sắc thể giới tính. Với mỗi cặp nhiễm sắc thể thường ấy thì nó sẽ đồng dạng với nhau. Được chưa ạ? Thế em tưởng tượng như là 46 chiếc nhiễm sắc thể mà nó rúm rít ở như thế này này. Thì chúng ta có đọc hay chúng ta có phân tích gì được không? Không, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta muốn đọc, chúng ta phân tích nó để chúng ta phán xét nó là bất thường hay bình thường, xem là nó có đúng 46 chiếc nhiễm sắc thể hay không, xem là các nhiễm sắc thể số 1 của nó có đồng dạng hay không hay là nó mất đồng dạng. Tức là để chúng ta phán xem là nó có đột biến hay là có bình thường hay là bất thường đấy. Thì chúng ta phải làm sao mà để cho 46 chiếc nhiễm sắc thể này nó đừng rúm rít ở đây nữa. Nó đừng tập trung lại, nó chồng chéo với nhau này, chúng ta không đếm được, chúng ta không nhìn được. Vì thế nên là chúng ta phải làm sao rung lắc để cho nó bùng ra, bùng ra. Thế còn về mặt cơ bản ấy thì đây, các nhiễm sắc thể ở kỳ giữa nó như thế này đây. Ở kỳ sau thì các đặc điểm của nó sẽ là nhiễm sắc thể nó sẽ tách rời ở cái hạt tâm động ra. Đấy, nhân lên thì bắt đầu nhân lên ở cuối của gian kỳ. Thế thì đến kỳ sau thì các nhiễm sắc thể này nó tách nhau ở hạt tâm động. Và mỗi một cái nhiễm sắc thể trong cặp nhiễm sắc thể trong nhiễm sắc thể kép ấy, nó sẽ đi về hai cực của tế bào. Đó. Vì thế nên là từ nhiễm sắc thể kép nhân lên được ở kỳ trung gian, cuối của kỳ trung gian nó đã nhân đôi rồi. Và đính ở hạt tâm động thì trải qua nó cứ tồn tại kép cái trạng thái kép đấy cho đến kỳ đầu, kỳ giữa và đến kỳ sau thì bắt đầu cái sự kép đấy nó tách ra. Nó tách ra, nó trở thành các nhiễm sắc thể đơn. Thế thì khi mà nó tách ra trở thành các nhiễm sắc thể đơn đấy thì rõ ràng là nó giống như các nhiễm sắc thể ban đầu khi mà nó chưa nhân đôi, tức là ở đầu gian kỳ. Đúng không ạ? Đây là kỳ sau này. Kỳ sau các nhiễm sắc thể nó đang dần dần nó tách nhau ra và nó đi về hai cực của tế bào này, các em nhìn thấy không? Đó. Thì đến kỳ cuối thì sao? Đến kỳ cuối thì ở mỗi cái cực này này,
tổng cộng nó sẽ là 46 chiếc nhiễm sắc thể đơn. Còn ở kỳ giữa chỗ này này, kỳ giữa chỗ này lúc đấy là nó sẽ là 46 chiếc nhiễm sắc thể kép. Kép là do nó được nhân lên ở cái chỗ mà kỳ cuối, giai đoạn cuối của gian kỳ, đúng không ạ? Cứ nói phân tích kỹ như thế để cho các em dễ dễ nhớ. Đến khi mà nó chia đôi này này, thì rõ ràng ở đây nó sẽ là 46 chiếc nhiễm sắc thể đơn, không còn kép nữa, và đến đây nó cũng là 46 chiếc nhiễm sắc thể đơn. Và kỳ cuối thì sao? Đây là kỳ sau nhá. Kỳ Vâng. cuối ấy, thì nó sẽ đây, kỳ cuối là đây nó sẽ là 46 chiếc nhiễm sắc thể đơn này. Đây nó cũng 46 chiếc nhiễm sắc thể đơn, và màng tế bào nó sẽ được thắt eo ở giữa để tạo nên hai cái tế bào riêng biệt, và mỗi tế bào có 46 chiếc nhiễm sắc thể đơn. Giống hệt tế bào ban đầu. Giống hệt tế bào ban đầu, tức là ở giống ở gian kỳ mà lúc chưa nhân đôi. Được không ạ? Đây là những cái hình ảnh để các em phân biệt thôi. Đây, gian kỳ này, xong rồi đến kỳ đầu này. Đó. Rồi đến kỳ giữa này. Đấy, rồi đến kỳ sau này. Đây cũng là kỳ sau này, và đến kỳ cuối. À, kỳ sau này. Kỳ sau đây là kỳ cuối rồi các em ạ, bởi vì là có hiện tượng thắt eo tế bào đây rồi. Đây là tế bào động vật, chúng ta bỏ qua. Dạ. Ai có hỏi gì ạ? Tế bào thực vật, vâng ạ. Tế bào thực vật. Chúng ta bỏ qua vì là chúng ta quan tâm nhiều hơn đến tế bào động vật, mà cụ thể là tế bào người 2N bằng 46 nhiễm sắc thể đơn ở gian kỳ lúc chưa nhân đôi. Lúc nhân đôi thì sẽ thành là 2N bằng 46 ở trạng thái kép. Vâng. À, đây là cái mô hình mà mô tả lại cái việc cái chu kỳ thôi. Vì thế nên là tôi đã xóa những cái hình, những cái chú thích đi để các anh các chị có thể tự mình điền vào xem là chúng ta nhìn vào cái hình ảnh của chất nhân này này, và những cái hình ảnh ở trong nhiễm sắc thể này, thì chúng ta có thể biết được rằng là đây là cái tế bào nó đang ở dạng kỳ nào. Cái này, cái tế bào này này, chỗ này là kỳ gì đây ạ? Kỳ gì Gian kỳ ạ? ạ, gian Gian kỳ. kỳ ạ? Vâng, đúng rồi, đây ạ, tiếp theo ạ. Xin chào. Kỳ đầu, vâng, chúng ta thấy là các nhiễm sắc thể nó đã được nhân đôi và nó xoắn rõ hơn rồi ạ. Còn sang đến cái chỗ này là kỳ giữa đây, nhiễm sắc thể tập trung mặt phẳng xích đạo. Kỳ này là kỳ kỳ sau, và đây cái kỳ thắt eo đây là kỳ giữa. À, kỳ Cuối. cuối ạ, kỳ cuối, và cuối cùng thì chúng ta hình thành được hai cái tế bào giống hệt như tế bào ban đầu là đây. Về giảm phân. Giảm phân ấy thì nó sẽ là một cái quá trình mà xảy ra đối với những cái tế bào sinh dục. Cái quá trình giảm phân này ấy, nó có một cái nguyên tắc chung, đấy là từ tế bào 2N ban đầu thì sau quá trình giảm phân thì các tế bào nó bị giảm xuống một nửa, tức là từ 2N tế bào ban đầu thì chuyển tế bào 2N nhiễm sắc thể ban đầu, thì sẽ sau đó thì chúng ta sẽ chỉ được các tế bào 1N đơn mà thôi, 1N đơn mà thôi. Đấy, người ta gọi là cái quá trình giảm phân để mà tạo trứng và tạo tinh trùng ở người. Nó sẽ trải qua hai cái kỳ phân bào, đấy là cái kỳ giảm phân thứ nhất ấy, thì các nhiễm sắc thể đầu tiên nó cũng nhân đôi, nó cũng nhân đôi thành các nhiễm sắc thể kép. Xong kỳ giảm phân thứ nhất ấy, thì nó sẽ giảm 23 chiếc nhiễm sắc thể kép. Thì về bên này còn 23 chiếc nhiễm sắc thể kép thì về bên kia tế bào. Thế xong lần giảm phân thứ hai ấy, thì từ mỗi tế bào mà có 23 chiếc nhiễm sắc thể kép đấy thì chúng sẽ tách nhau ra ở hạt tâm động. Đây là lần giảm phân thứ hai nhé. Nó sẽ tách nhau ra ở hạt tâm động và nó đi về hai cực của tế bào. Như vậy mỗi cực của tế bào nó sẽ là 23 chiếc nhiễm sắc Hai thể bên đơn. sẽ thể đơn. Vâng ạ. Đấy. Thì đấy là cái nguyên tắc chung để mà tạo ra trứng và tinh trùng. Đối với trứng thì cái quá trình hình thành nó sẽ khác, và đối với tinh trùng thì nó cũng sẽ khác một chút. Nhưng vẫn dựa vào cái nguyên lý chung mà tôi vừa mới nói, thì tôi sẽ phân tích ở cái chỗ nó khác nhau thôi ạ.
từ hai tế bào đối với quá trình sinh tinh nhé, đối với quá trình sinh tinh từ hai tế bào hai nở ban đầu đây này, đó sẽ tạo nên các tế bào sẽ nguyên phân nhiều lần liên tiếp. Theo các chị thì các tế bào sinh dục ở người nam ấy được hình thành từ khi nào trong quá trình phát triển phôi thai? Ở những cái tuần đầu của quá trình phát triển phôi thai là đã hình thành các tế bào sinh dục rồi. Người ta gọi là những cái tế bào sinh dục sơ khai. Những cái tế bào sinh dục sơ khai này nó sẽ tập trung di chuyển vào ụ sinh dục và ở đây nó sẽ sinh sôi phát triển theo hình thức nguyên phân để nó tăng sinh cái số lượng của tế bào sinh dục. Sau đó những cái tế bào sinh dục này đối với người nam ấy, đối với người nam thì nó sẽ giữ nguyên như thế đến khi mà cái cơ thể phôi này phát triển thành thai này, ra đời này, và cái đứa trẻ nam ấy nó sẽ lớn lên, nó đến tuổi dậy thì. Ở tuổi dậy thì một số những cái tế bào sinh dục nó sẽ tiếp tục nó tăng trưởng và nhân lên để mà tăng sinh số lượng bằng hình thức là nguyên phân, bằng hình thức nguyên phân đây ạ. Đây là cái quá trình mà đang từ ở cái tuổi dậy thì xong các tế bào nó sẽ tăng sinh về số lượng và những cái tế bào này người ta gọi là tinh nguyên bào. Như vậy những cái tinh nguyên bào này này nó vẫn là các tế bào 2N và nó có thể nguyên phân được, có thể nguyên phân được. Và khi nó nguyên phân để tạo ra đủ lớn các tế bào rồi ấy, thì sau đấy thì nó mới thực hiện quá trình giảm phân. Giảm phân thì từng tế bào một nó sẽ giảm phân như này, vẫn theo hai cái giai đoạn đấy thôi, tạo thành một N kép. Đấy, bên này tạo thành một N kép. Xong từ mỗi tế bào một N kép này nó mới sẽ giảm phân lần hai để tạo một N đơn. Thì các tế bào từ một tế bào ban đầu 2N này này thì chúng ta sẽ thấy là tạo ra bốn cái tế bào một N đơn như thế này. Được chưa ạ? Bốn tế bào N một N đơn như thế này nhưng nó chưa có cái khả năng tham gia vào quá trình thụ tinh đâu ạ. Mà bốn tế bào này được gọi là bốn tinh tử, các tế bào tinh tử. Bốn bốn tinh tử này phải trải qua một cái quá trình trưởng thành thuần thục và biệt hóa thì nó mới có thể tham gia quá trình thụ tinh được. Thì cái quá trình biệt hóa từ tinh tử mà sang đến tinh trùng trưởng thành ấy, để nó từ cái tế bào tròn một N đơn như thế này, nó sẽ biệt hóa thành cái tế bào con tinh trùng có đầu, có cổ, có đuôi và có thể có khả năng di chuyển được. Bốn cái tế bào tinh tử như này nó tròn này, nó không có khả năng di chuyển đâu ạ. Và nó cũng không có khả năng thụ tinh. Chỉ khi mà nó biệt hóa thành những cái con tinh trùng có đầu, cổ, đuôi và có tính chất di chuyển được như này thì nó mới có khả năng tham gia vào quá trình thụ tinh. Vì thế nên là trong xét nghiệm ấy thì một cái chúng ta đánh giá một cái tinh dịch đồ chúng ta thấy rất là nhiều tế bào nhưng mà toàn tế bào tròn tròn như thế này thôi, thì nó có thể là những cái tế bào tròn tròn do là bạch cầu viêm nhiễm hoặc là những cái tế bào vi khuẩn hoặc là những cái tế bào nó là tinh tử mà nó không thể biệt hóa được thành 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 tinh trùng, hoặc là nó cái sự biệt hóa từ tinh tử xuống thành tinh trùng nó rất là ít nên là cái sự tồn tại của những cái tế bào tròn này ở trong tinh dịch nó rất là nhiều. Thì khi chúng ta như thế thì rõ ràng là cái chất lượng của tinh cái tinh dịch đồ đấy là nó không tốt. Chất lượng đấy không tốt thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự thụ tinh. Sự thụ tinh. Ngay cả khi là cái sự biệt hóa thành tinh trùng có đầu, cổ, đuôi và có tính chất di động này rồi thì cái việc thụ tinh, cái hiệu quả thụ tinh ấy của mỗi con tinh trùng này nó cũng sẽ rất là phụ thuộc. Con nào mà dị dạng đầu, dị dạng cổ, dị dạng đuôi hoặc là bất thường về cái sự di chuyển chậm hay là không di chuyển hay thậm chí là có di chuyển nhưng mà cứ quay vòng vòng xung quanh nó hoặc là không di chuyển tiến tới mà nó lại di chuyển thụt lùi chẳng hạn, thì tất cả những cái yếu tố đó mặc dù là đã biệt hóa thành con tinh trùng trưởng thành rồi nhưng mà nếu mà kết hợp với những cái bất thường về đầu cổ
đuôi, hoặc là cái chức năng di chuyển, và hoặc là một số những cái thông số khác ở bên trong con tinh trùng nữa, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng thụ tinh. Đến đây thì có bạn nào hỏi câu hỏi không ạ? Có câu hỏi không Có, ạ? em Vâng có. ạ. Ừ, thưa cô, cho em hỏi là cái giai đoạn mà từ 4 tinh tử biệt hóa để thành tinh trùng ấy, thì Vâng. có cần đến, lần trước thì như em nhớ là lưới nội sinh chất không hạt góp phần để tạo tạo đầu của tinh trùng, thì Vâng. em có, vâng, em có, em cô có thể nói lại cho em về cái lưới nội sinh chất không hạt liên quan như thế nào không ạ? Tại vì là trong cả cái phần nội thực bào cũng vậy, có cái phần mà tạo các túi lưới mà nó sẽ đưa cái túi lưới đấy đến tiêu thể hoặc là lưới nội sinh chất không hạt ấy, thì em không hiểu là để làm gì, và mà lưới nội sinh chất không hạt thì thường ngay cạnh lưới nội sinh chất có hạt ấy, em vẫn chưa rõ lắm ạ. Lưới nội sinh chất không hạt ấy thì đúng là nó nằm ở ngay cạnh lưới nội sinh chất có hạt, và nó cũng có những cái chức năng riêng của nó, ví dụ như là giáng hóa lipid rồi là giải độc. Bởi vì là cái bài ngày hôm nay thì nó không liên quan đến cái lưới nội sinh chất không hạt nên là tôi không không nhắc tới thôi. Nó sẽ là cái nội dung của cái bài trước. Mà nó tạo tạo đầu của tinh trùng ấy thì Vâng, thế trong cái việc mà hình thành để mà biệt hóa thành tinh trùng ấy, đầu cổ đuôi ấy, thì ở trong này ấy, thì các em sẽ thấy là có những cái thành phần ở trong bào tương, và những cái thành phần ở trong bào tương này nó sẽ tham gia vào cái quá trình biệt hóa của con tinh trùng thôi. Nó sẽ biệt hóa thành đầu này, thành thành vùng cổ này, thành thành vùng đuôi này. Thế thì cái lưới nội sinh chất không hạt ấy là nó là một trong những cái bào quan mà tham gia vào cấu tạo của vùng đầu thôi. Thế còn ti thể chẳng hạn thì nó là một trong những cái bào quan mà tham gia cái cấu tạo ở vùng cổ của con tinh trùng. Dạ vâng Nó ạ. là những cái thành phần mà tham gia vào cấu tạo nên đầu cổ đuôi thôi. Ví dụ nhá, trong bào tương này nó có rất nhiều bào quan, và các bào quan này nó sẽ tham gia vào trong cái việc mà hình thành và biệt hóa cái con tinh trùng này. Thì trong đó thì lưới nội sinh chất không hạt nó chỉ là một trong những cái thành phần đó để tham gia cấu tạo nên đầu. Ti thể thì nó sẽ là một trong những cái thành phần tham gia vào cấu tạo nên nên cổ, những cái thành phần chính. Còn lại thì tất cả các thành phần khác ấy, của những cái bào quan mà các em đã được học ấy, nó vẫn nằm ở trong này, nó vẫn Dạ nằm ở vâng. trong trong cái đầu và cổ này. Thế còn cái nhân của tinh trùng ấy, đấy là những cái nhân tròn tròn đây này, và những cái nhân mà từ tế bào 1N này này thì nó vẫn giữ nguyên bản chất của nó vẫn là 1N đơn, nó chẳng thay đổi gì cả. Thế còn những cái vật chất mà ở bên bên ngoài con tinh trùng này, tức là bào tương đấy, trong bào tương Vâng. của các tế bào tinh tử ấy, thì nó sẽ tham gia vào cấu tạo của phần đầu, phần cổ, phần đuôi. Thế nên cái chính vì những cái bào quan đó ấy, nó không tham gia gì vào với cái phần nhân này cả, nên khi mà cái con tinh trùng này nó thụ tinh ấy thì nó chỉ đẩy cái phần nhân này vào thôi, nó chỉ đẩy phần nhân này vào trong trứng thôi. Thế còn tất cả những cái bào quan khác ở trong bào tương của con tinh trùng ấy, nào là lưới nội sinh chất không hạt này, lưới nội sinh chất có hạt này, rồi là ti thể là cái nơi mà cũng có chứa vật chất ADN đấy, nhưng nó Vâng. cũng không vào đâu, nó không vào đâu, nó ở bên ngoài hết, nó chỉ vào mỗi cái phần nhân này thôi. Vâng ạ. Vâng. Em cảm ơn cô ạ. Rồi xin mời các câu hỏi tiếp theo ạ. Tôi sang đến quá trình sinh trứng. Quá trình sinh trứng thì nó hơi khác một chút. Các em cũng thấy là cái sơ đồ minh họa này nó khá là phức tạp hơn, nó không còn sáng sủa rõ ràng như là cái này nữa, bởi vì bản chất cái quá trình sinh trứng thì nó cũng hơi phức tạp hơn. Cái thứ nhất ấy,
là các tế bào sinh dục ở người nữ nó cũng được hình thành ngay từ cái quá trình phát triển phôi thai tầm ở từ 3 4 tuần đầu, và các tế bào nó cũng tập trung ở ụ sinh dục, nó cũng sinh sôi bằng phương pháp nguyên phân để nó tăng sinh số lượng. Và khi mà phôi phát triển thành thai và ra đời ấy, cái đứa trẻ gái ra đời ấy, thì những cái tế bào sinh dục đấy nó bị thoái chuyển đi một ít. Nó không giống như là ở bên của người nam. Bên của người nam thì nó sinh sôi được bao nhiêu thì nó vẫn giữ nguyên đấy cho đến tuổi trưởng thành. Đấy, thế nhưng mà đối với người nữ ấy, thì nó sẽ thoái chuyển đi một ít và nó giảm phân đến kỳ đầu một. Kỳ đầu một tức là kỳ đầu của lần giảm phân một. Đấy. Thế khi mà người nữ bắt đầu lớn lên, sinh ra lớn lên và trưởng thành thì cái nguồn tế bào sinh dục ấy là nó đã có từ trước rồi. Và cái nguồn đấy nó bị giáng hóa bao nhiêu còn bao nhiêu thì nó chỉ còn từng ý thôi. Chứ đến không như người nam, đến tuổi dậy thì những cái tế bào sinh tinh tinh nguyên bào ấy nó còn nguyên phân để nó tăng sinh về số lượng, nhưng người nữ thì không thế. Có bao nhiêu, bị giáng hóa bao nhiêu, còn lại bao nhiêu thì vẫn còn y nguyên như thế. Đấy. Cái đặc điểm mà tăng sinh các số lượng tinh nguyên bào ở người nam ấy cứ từng đợt một ấy, và cái quá trình tăng sinh và để giảm phân nó ở người nam nó khoảng cỡ khoảng gần 3 tháng, hơn 2 tháng, gần 3 tháng. Nhờ cái đặc điểm này mà cái khả năng thụ tinh của người nam giới, khả năng sinh sản của người nam giới là suốt đời, tính từ cái lúc mà tuổi dậy thì người ta vẫn tăng sinh các tế bào sinh dục và biệt hóa thành tinh trùng được. Thế nhưng người nữ thì vì là cái nguồn tế bào sinh dục ấy nó chỉ có giới hạn như thế thôi. Và khi người nữ đến tuổi dậy thì cái sự giảm phân, tiếp tục đến kỳ đầu 2, kỳ giữa 2, từ kỳ đầu 1 chuyển thành kỳ giữa 2. Và khi mà đến kỳ giữa 2 rồi thì nó cứ như thế thôi. Nó cứ hình thành ở cái kỳ giữa 2 như vậy thôi. Và nếu mà cái trứng ở kỳ giữa 2 ấy, nếu nó không được thụ tinh ấy, thì nó sẽ thoái triển. Nó sẽ thoái triển mà chúng ta gọi là rụng trứng ấy. Thì cái rụng trứng đấy ấy, nó chỉ là bản chất của nó là ở kỳ giữa 2 mà thôi. Các tế bào nó mới giảm phân đến kỳ giữa 2 thôi, nó chưa hoàn thành quá trình giảm phân đâu. Chỉ khi mà cái tế bào ở kỳ giữa 2 đó nó được thụ thai, người ta gọi là nang loãng ấy, nang loãng khi mà chín rồi ấy, đấy, thì là nó dừng ở kỳ giữa 2, và khi mà nó được thụ thai thì nó mới hoàn tất được cái quá trình thụ tinh, tức là từ kỳ giữa 2 nó mới hoàn thành được cái kỳ sau và kỳ cuối để tạo thành những cái tế bào 1N đơn như thế này. Và trong cái quá trình đó ấy, thì 4 tế bào 1N đơn tạo ra thì chỉ có một tế bào là nó có khả năng tham gia vào quá trình thụ tinh thôi. Đấy. Và lúc đấy thì nó sẽ là khi mà nó hoàn tất cái quá trình thụ tinh rồi ấy, thì nó cũng sẽ là những cái tế bào trứng đã được thụ tinh. Thì cái này là nó sẽ khác với lại cái quá trình sinh tinh ở người nam. Và quá trình sinh trứng vì vậy nên là ở người nữ ấy, thì cái khả năng sinh sản ở người nữ ấy, nó sẽ hạn chế hơn so với người nam là như vậy. Và cái thời điểm mà sinh sản ở người nữ ấy, nó chỉ có hạn mà thôi. Có em nào có câu hỏi gì về cái phần này không ạ? Bác sĩ Hà hay cô nhắn cho cô ở bên ngoài. Có em nào hỏi về cái phần này không ạ? Có câu hỏi gì về phần này không ạ? Em thưa cô là tức là cái nang loãng chín thì lúc đầu là nang loãng chín thì là N, sau đó thì nó kết hợp với tinh trùng thì trong cái quá trình kết hợp đấy thì nó mới tách ra thành bốn thể N đơn nữa. Hay là nó chỉ là tách Cái ra nang loãng chín đấy thì khi mà nó ở kỳ giữa hai rồi ấy,
nó ở kỳ giữa hai rồi thì là các tế bào nó đang ở trạng thái 1N kép em ạ. N kép thì khi nó kết hợp tinh trùng thì nó sẽ tạo ra thành được hai tế bào N đơn ạ. Và chỉ lấy một thôi ạ. Không, khi mà bắt đầu nó tiếp xúc với tinh trùng nhá, khi mà nó được tiếp xúc với tinh trùng, cái năng loãng này nó được tiếp xúc tinh trùng thì bản thân cái trứng ý nó mới được kích thích cái tế bào, mà cái tế bào sinh dục nữ ý, nó đang ở trạng thái kỳ giữa hai, thì lúc đấy cái sự tiếp xúc với tinh trùng ấy nó là một cái giống như là một cái sự kích thích, và nó tạo nên những cái tín hiệu ở bên ngoài và bên trong tế bào, những tín hiệu ở bên ngoài bên trong tế bào liên quan đến cái việc mà tinh trùng tiếp xúc với trứng để mà nó hoàn thành nốt cái quá trình giảm phân từ kỳ giữa hai, nó sẽ hoàn thành đến kỳ kỳ sau và kỳ cuối. Xong sau Chứ không phải đấy là tinh trùng đi vào bên trong rồi thì không mới phải, phân không chia. phải đúng rồi. Ừ Là tinh trùng đang ở ngoài nho nhe thôi, chưa vào đúng không đúng cô? rồi. Ý là vẫn các anh vẫn còn ở bên ngoài Thế khi là có mà mà khoan vào thôi, nhưng đúng mà rồi trong thì lúc mà bị chính khoan thì nhờ cái là sự tiếp xúc đó nhá, chính vâng nhờ cái sự tiếp xúc đó, khi mà một tế bào mà nó đang ngủ yên ấy, nó đang ở vâng trạng thái không hoạt động ấy, mà ừ để nó trở thành một cái trạng thái hoạt động ấy, thì nó sẽ phải có cái tình trạng kích thích, ừ nó phải có một cái tín hiệu nào đấy để nó khởi điểm cái việc mà đang ngủ yên như thế, và cái tín hiệu mà để khởi điểm cái việc đang ngủ yên đấy là cái sự có mặt của tinh trùng để mà nó chuyển từ kỳ giữa hai sang kỳ sau và kỳ cuối hai để nó hoàn thành cái quá trình giảm phân. Thưa cô, cho em hỏi chút vậy ạ. Thế như thế thì cái trứng chín rồi ấy, sau khi nó hoàn thành nó ở kỳ sau rồi thì nó sẽ tạo ra hai cái trứng 1N hả cô? Hay là như thế nào? Đúng rồi, vâng đúng đúng. Thế tức là nó hai cái trứng, mà hai cái trứng đấy đều có khả năng thụ tinh ạ. Có những trứng thì hai cái tế bào 1N đơn đấy nó không có khả năng thụ tinh. Còn có trứng thì nó hai tế bào đấy thì trong một trong hai tế bào đấy chỉ có một cái có khả năng thụ tinh mà thôi. Bởi vì tổng cộng là chúng ta có bốn cái tế bào đơn tất cả mà, thì chỉ trong đó chỉ có một cái tế bào là có khả năng thụ tinh thôi. Em thưa cô, cho em hỏi là trong trường hợp mà sinh đôi sinh ba ấy mà bị kích trứng ấy cô, thì thế thì cái kích trứng đấy là làm cho trứng nó ở trạng thái là N kép rồi, tất cả là đều ở N1 N kép, và khi mà có tinh trùng nó mon men ở bên ngoài thì trong tế bào trứng đấy nó chủ động là nó sẽ lại nhân lại giảm phân tiếp để thành N đơn Đúng đúng rồi. không? Thì khi đấy thì giả sử như có hai cái nang loãng chín đúng không ạ? Giả sử có hai cái nang loãng chín rồi và có tinh trùng thì nó sẽ cái nang loãng đấy nó sẽ nhân độ giảm phân tiếp thành 4, thành mỗi thứ hai thì thành 4N kép 4N đơn. Sau đấy nó mới tiếp tục là có cho tinh trùng vào hay Đúng không đúng rồi, không ạ? đúng rồi, đúng rồi. Tức là em đang nói cái trường hợp sinh đôi mà hai trứng ấy gì? Dạ vâng, đúng rồi. Ừ, hai trứng chín đấy. À, rồi. Tức là Vậy khi thì mà hai cái tế bào trứng chín nhá, vâng. nó có thể là nó cũng xảy ra cái trường hợp giống như em nói ấy, thì là nó sẽ tạo ra cái hiện tượng sinh đôi hai trứng. Còn nó cũng có thể xảy ra cái hiện tượng là nó cũng có tồn tại hai trứng đấy. Thế nhưng mà khi gặp tinh trùng ấy thì có thể là một trứng nó sẽ tạo ra, nó hoàn thành một nốt cái quá trình giảm phân mà nó tạo ra hai tế bào. Thì trong đấy cả hai tế bào đấy nó chẳng có khả năng thụ thai gì đâu. À. Ừ. Thế còn một cái tế bào bên kia ấy nó có một trứng có khả năng thụ thai. Thì lúc Vâng. đấy nó cũng chỉ có một thai thôi. Vâng, nếu giả sử như là cái trứng đấy nó mà đang giảm phân hai, đang giảm phân dở thì bị hai con tinh trùng chui vào hai bên, tức là chưa kịp gì thì bị sinh đôi cùng trứng đúng không ạ? Hay là như nào ạ? Như thế nào? Các em nói lại đi. Khi Ý mà là cái đang trứng ở đang ở trứng ở đang tế tức là tế bào trứng đang ở trạng thái N kép, có mấy anh tinh trùng vây quanh rồi, thế là vội vội vàng vàng ở trong là nhân phải giảm phân tiếp theo để thành 2N đơn, thế nhưng mà chưa kịp tách một đôi thì N đơn hai chứ, thì một N đơn chứ, không từ hai một cái, một N cái kép một N đơn, hai cái một cái một N đơn, thì 1N kép thì tạo thành giảm phân để thành 2N đơn mà. một N đơn
mỗi hai tế bào nhưng mỗi tế bào một N đơn. Em cái này đoạn này em lại bị tắc rồi. Thế thì Một N kép nhá. vâng Như này này. vâng em đang nhìn ở cái chỗ mà tế bào N có tế bào tinh trùng ngon men ở ngoài ấy, thì nó là N kép đúng không ạ? Đúng rồi. Rồi thì khi nó giảm phân tiếp theo thì có phải nhìn thấy là nó có hai N đơn được tạo ra không ạ? Phân nhiễm hai ấy ạ. Điều... Hai N đơn. Dạ Hai tế bào, mỗi tế bào một N đơn em ạ. vâng đúng rồi thì Ừ. tạo thành mỗi thành hai tế bào, mỗi tế bào N đơn. Chứ chứ không phải là hai N đơn. Vâng, thế là cách nói Ừ. của em. Vâng ạ. Ok. Dạ vâng, thế thì nếu giả sử như là cả hai cái N đơn đấy hoặc là trong cả hai cái N đơn đấy mà gặp hai tinh trùng thì tạo thành sinh Sinh đôi đôi cùng trứng ấy đấy. trứng. Vâng. Không Thế còn nếu phải, không phải thế. thế thì là N đơn này nó đang phân chia mà nó chưa kịp tách hẳn ra thành hai N mà hai tinh trùng chui vào thì thành, hay là do chui vào rồi xong nó gặp trở ngại trong quá trình nguyên phân của cái tế bào phôi ạ? Cái sinh đôi cùng trứng ấy là tế bào, một tế bào, một trứng, một tinh trùng nó sẽ thụ tinh tạo thành phôi, xong bản thân cái phôi đấy nó sẽ phân chia và nó tách ra thành hai cái cá thể khác nhau. Vâng ạ. Chứ còn một con tinh trùng mà ở cái như cái hình vẽ này ấy, xong rồi Vâng. em thấy có một cái tế bào to, một cái tế bào nhỏ ấy, xong cả hai tế bào đấy thụ tinh để mà tạo thành hai cơ thể, hai cá thể sinh đôi cùng trứng thì không phải. À, vâng. Ừ, nó chỉ có một tế bào có thể thụ thai được thôi mà. Thì có người là chưa bao giờ trứng được giảm phân hai đúng không Nhiều chứ, đại đa số chứ. cô? Vâng. Không, nếu không lấy chồng, không gì, không quan hệ tình dục thì làm sao mà Không, giảm phân hai được? cô nói đại đa số có nghĩa là kể cả những cái người mà lấy chồng ấy em ạ, Vâng. mà có phải lần trứng dụng trứng nào nó cũng gặp được tinh trùng đâu, đại À. đa số là nó không gặp được tinh trùng chứ không thì có mà lần nào cũng đẻ hết à. Dạ vâng, em Ừ, thế có nghĩa là đại đa số là như ồ thế, kể cả những người có chồng nhưng dạ vâng, mà rụng trứng mà không gặp tinh trùng thì cũng chỉ dừng lại ở kỳ giữa hai thôi em ạ. dạ vâng ạ, Ừ. em cảm ơn cô. Em cô, thế còn sinh đôi khắc trứng thì là hai tinh trùng vào hai Đúng trứng rồi khác ạ. biệt ạ hay Vâng, như vâng, vâng. Chắc chắn rồi. dạ vâng ạ. Chúng ta tạm dừng ở đây một chút, khoảng 5 phút nhé. Xong chúng ta sẽ sang đến cái bài tiếp theo. Vâng ạ. Vâng. Tôi đi uống một nước.
Các chị em ơi, em là em vẫn chưa hiểu cái đoạn mà rụng trứng ấy. Bình thường ngày xưa mình học thì là trứng nó rụng đến 1/3 vòi pha lốp, xong rồi nó gặp tinh trùng ở đấy và nó tạo thành phôi, kết hợp tạo thành phôi đúng không? Thế sao ở trong sơ đồ này nó lại có cái loãng nắng chín này, xong rồi nó rụng rồi, thế xong bên này lại có mới kết hợp với tinh trùng nhỉ? Đúng rồi mà, Hả? cái đoạn nó rụng đấy là nó rụng, cậu cứ tưởng tượng là nó rụng xong rồi nó vào đến vòi trứng rồi nó di chuyển xuống, nó gặp tinh trùng ở đoạn 1/3 đấy, lúc đấy nó chạm vào tinh trùng thì bắt đầu nó giảm phân, sau khi giảm phân nó ra một n rồi thì tinh trùng nó chui vào thì bắt đầu mới xảy ra quá trình thụ tinh mà. Thế thì phải có cái mũi tên chấm chấm ở cái đoạn mà loãng bào thứ cấp đã rụng ấy, xong đi sang tế bào tinh trùng chứ nhỉ? Nó là, sau khi giảm phân là nó đã là loãng bào thứ cấp rồi, còn đâu lúc mà nó mới rụng thì nó đã là thứ cấp đâu, nó vẫn là sơ cấp mà, nó rụng nó vẫn là sơ cấp, sau khi nó rụng rồi nó giảm phân rồi thì nó mới là thứ cấp, lúc đấy nó mới kết hợp với tinh trùng ở bên dưới này này. Tức là khi mà nó rụng trứng thì nó là thứ cấp à? Ừ, lúc nó rụng trứng thì nó vẫn là thứ cấp chứ, nó rụng trứng rồi này, xong nó tiếp xúc với con tinh trùng rồi thì bắt đầu lúc đấy nó mới bắt đầu nó giảm phân tiếp, thì lúc nó sau khi nó giảm phân thì nó mới là loãng thứ cấp, lúc đấy nó mới bắt đầu con tinh trùng nó mới bắt đầu vào cái quả trứng của loãng thứ cấp ấy, cái nhân của con tinh trùng ấy, lúc đấy là nó mới vào cái loãng đấy, chứ còn cái loãng lúc nó rụng thì nó vẫn là sơ cấp thôi. Ok, cái này nghe lại Vẫn là ta nè, vẫn làm thành không phải kỹ quá đâu, nhưng mà học cái gì mà để thi thôi, học như thế mệt lắm.
em bảo là nó không hiểu, không hiểu thì không nhớ được, nó phải hiểu cơ nhớ. Tôi thấy cậu chịu khó thế.